Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói mỹ phẩm là sản phẩm thiết yếu không thể thiếu đối với phái đẹp. Thế nhưng hiện nay vì lợi nhuận có rất nhiều cửa hàng bất chấp những loại mỹ phẩm kém chất lượng để bán cho khách hàng, khiến nhiều người dùng tiền mất tật mang. Khám xét hai xe ô tô biển kiểm soát 29C82036 và 29C32089, lực lượng chức năng phát hiện 400 thùng miếng đắp mặt có chữ nước ngoài, trị giá ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo, chứng minh hợp pháp. Đây là số hàng hóa chưa qua sử dụng, không rõ chất lượng. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được chủ sở hữu lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hai phương tiện cùng toàn bộ số hàng, chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Để quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn nạn mỹ phẩm lậu hiện nay, mời quý vị xem video dưới đây để biết mánh khóe đường đi của các loại mỹ phẩm Trung Quốc gắn mác hàng cao cấp như thế nào. Nó của từ đâu? Dạ, cái này hàng của Trung Quốc. Trung Quốc, nhưng mà dạ. Tại sao nó in mác của Mỹ với các thì chứ? Trung Quốc mà nước nào nó in cũng được hết. Dạ. Ở USA đây. Đây chị này, dạ. Made in USA đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái này nó của cái gì? Nó cũng Trung Quốc hả? Chị nhập Trung Quốc gì? Nhưng mà đây nó ghi Made in USA thì theo chị đây nó là hàng gì? Dạ. Chắc vậy. Hàng giả đúng không? Dạ. Đây là đoạn đối thoại giữa ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương với người chủ cửa hàng bán mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc kiểm tra mà ông Hùng là người chỉ đạo trực tiếp. Sự hồn nhiên, chân thật của bà chủ cửa hàng lại không khiến mấy người vui vẻ. Bởi lẽ, nó cho thấy rất nhiều vấn đề về thực trạng kinh doanh mỹ phẩm tại nước ta hiện nay. Người bán biết rõ mười mươi sự thực về hàng hóa của mình. Người mua thì xính đồ ngoại nên chấp nhận mua, chấp nhận dùng, kể cả vẫn còn băn khoăn tại sao đồ ngoại mà giá lại rẻ như vậy. Đây là những sản phẩm này là của Trung Quốc mà là nhập lậu. Thế thì chị mở cửa hàng chị bán. Thế nhưng mà thực ra đây là in xuất xứ toàn của Mỹ với Pháp. Thì biết đây là hàng giả. Thì nhu cầu người tiêu dùng thích cần rẻ. Nhưng mà vì do nhu cầu người tiêu dùng thích mua là có xuất xứ phải của nước ngoài nhưng mà lại giá rẻ. Thế chính vì thế nó mới xuất hiện cái loại thị phần như thế này. Sự thực về mỹ phẩm, đồ làm đẹp được chính người bán tiết lộ trên thực tế không phải là của hiếm. Cách xa thành phố Hồ Chí Minh đến 2.000 cây số, thì ở Lạng Sơn, các lực lượng chức năng vẫn đều đặn bắt được những lô hàng kiểu như thế này. Bạn nhìn thấy gì từ những hình ảnh này? Mỹ phẩm được dán nhãn châu Âu, Hàn Quốc đủ cả. Chỉ với việc ghi thêm dòng chữ Made in Korea như thế này, đã có thể đánh lừa bao người tiêu dùng. Chủ của lô hàng gồm 30 thùng mỹ phẩm các loại là ông Nguyễn Hải Ninh, có địa chỉ thường trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho lô hàng. Thực tế như cách nói của dân làm hàng, thì số nước hoa, son thỏi, phấn nước, dầu xả, thuốc nhuộm với tổng số gần 2.000 chai lọ, tuýp, hộp các loại trên đều là hàng đồi, tức là hàng lậu, mang vác qua đường mòn lối mở từ bên kia biên giới, tuồn sâu vào nội địa. Đây là một cửa hàng khác thuộc diện bị kiểm tra trong cuộc tổng kiểm tra thị trường mỹ phẩm của lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Bề ngoài cửa hiệu tạo cảm giác cho người tiêu dùng nhận biết nơi đây bán các sản phẩm từ Hàn Quốc, nhưng trên thực tế chỉ có vài tuýp kem đánh răng nhỏ là sản phẩm từ Hàn Quốc, còn tất cả các loại mỹ phẩm khác thực chất là hàng Trung Quốc. Có loại có tem nhãn, có loại không, có loại không ghi xuất xứ. Và nếu người tiêu dùng không tinh ý sẽ nghĩ đơn giản đây là hàng Hàn Quốc như cách mà cửa hàng ngụ ý muốn truyền thông. Tiếp tục ở một cửa hàng khác. Chỉ trong một phạm vi nhỏ như thế này đã có cả trăm chủng loại mỹ phẩm với thương hiệu Liên Hợp Quốc từ Pháp, Đức, Nhật, Hàn cho đến Trung Quốc. Biết cho anh hỏi cái này thì xuất xứ nó ở đâu, nó sản phẩm nước nào? Dạ, cái này là của Hàn Quốc à. Đây nè. Mình không ghi cái tem đấy, không ghi cái tem chữ tiếng Việt để người ta xem, khách hàng người ta xem à? Có thể thấy, một lượng lớn trong số này dù được quảng cáo là hàng nhập ngoại nhưng không hề có tem nhãn phụ theo quy định, không đủ tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường. Điều đáng lưu ý là ngoài số lượng sản phẩm có bao bì ghi bằng tiếng nước ngoài nói trên,
Tại đây còn bày bán các sản phẩm làm dạng handmade, được quảng cáo là nguyên liệu 100% tự nhiên. Dạ, cái này thì cũng là nhập qua điện thoại lấy về thôi anh, tại em nhập qua một cái người nội chung là do anh trực tiếp nhập về. À, cái này là nhập qua điện thoại, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cũng sản phẩm này nhập qua điện thoại. Có, tại cửa hàng thì đang có bao nhiêu cái dòng sản phẩm mà tự sản xuất thì mua được không? Cái này thì bộ này thì bán qua cái này thì bán bao nhiêu một bộ thôi. Bộ này cũng lâu nhất rồi, này. Cái này thì dạ cũng nói chung là bỏ bao nhiêu mà tại vì nó cũng tăng ra mình. Nội dung mà nhân viên bán hàng cho phóng viên biết, rõ ràng không có bất cứ căn cứ nào để bảo đảm cho các sản phẩm kiểu này. Vậy mà không hiểu sao, không ít người tiêu dùng vẫn có thể mua về sử dụng. Tất cả thông tin trên bao bì sản phẩm chỉ là tên gọi sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, địa chỉ Facebook và số điện thoại bán hàng. Với những thông tin như vậy, cũng không thể biết sản phẩm được sản xuất ở địa phương nào. Ai là người phải chịu trách nhiệm nếu như người dùng gặp phải các vấn đề về sức khỏe trong quá trình sử dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin, thì ít ngày sau buổi kiểm tra, phóng viên lên mạng tìm kiếm trang Facebook The Pure Beauty nhưng không còn thấy trang xã hội này nữa. Gọi điện đến số máy ghi trên bao bì sản phẩm thì chỉ được báo là nhầm máy. Có phải là bán mỹ phẩm organic không nhỉ? Không phải, nhầm số rồi anh. Hiện nay cái tình trạng mỹ phẩm nhập lậu cũng như là mỹ phẩm mà có kém chất lượng là một cái mối nguy cho toàn xã hội. Nó ảnh hưởng không những cho người tiêu dùng mà nó còn gây ra những hậu quả lớn cho xã hội trong cái việc mà để khắc phục những cái thiệt hại mà nó gây ra cho sức khỏe của người dân. Cho nên là đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì chúng tôi sẽ tiến hành trong thời gian trước mắt và lâu dài để mà thực hiện cái chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Qua đây tôi muốn phương tiện truyền thông hãy ủng hộ những cái chủ trương của Đảng, của Chính phủ và định hướng dẫn dắt dư luận để cũng cảnh báo cho dư luận bà con biết rằng khi mua những thuốc thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm thì phải làm rõ nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn chứng từ nào đó để nếu có dấu hiệu gì sai phạm thì báo cho những cơ quan chức năng như quản lý thị trường ở địa phương gần nhất để chúng ta còn bảo vệ tốt người tiêu dùng cũng như tính mạng sức khỏe người dân. Đây là những sản phẩm có bề ngoài bắt mắt, sang trọng, được nhiều cửa hàng spa chăm sóc sắc đẹp sử dụng. Những cái tên đọc lên rất kêu, như mặt nạ ngủ collagen Halley Natural 100% tổ yến tươi và hoa cúc La Mã, hoa anh đào. Collagen Halley Natural, tinh chất hồng sâm và 24K trắng da, rất dễ hấp dẫn người mua. Còn đây là quy trình chế biến ra các loại sản phẩm này. Nguyên liệu được các nhân công đổ ra tô, chậu, rồi dùng muỗng, xúc vào lọ thủy tinh, sau đó đóng gói, dán tem mác và đưa ra thị trường. Nó không được thể hiện sản xuất từ đâu, để địa chỉ thế nào và nhãn hàng hóa không rõ ràng và chỉ dùng cái tem này để cho người tiêu dùng biết được rằng cái sản phẩm này đã được chống hàng giả. Hạn sử dụng thì trên bao bì in sẵn là in sẵn hạn sử dụng, ví dụ như ngày sản xuất là tháng 10 năm 2017 và hạn sử dụng là 3 năm. Nhưng thực chất có thể là cái sản phẩm này được sản xuất từ khi nào và bao giờ thì không ai kiểm soát được. Chỉ khi bỏ vào cái hộp này thì mới được biết rằng cái sản phẩm này sản xuất từ tháng 10 năm 2017. Đấy, cho nên không kiểm soát được cái đầu vào của cái mỹ phẩm này khi trước khi đóng vào hộp. Theo tài liệu của cơ quan công an, bắt đầu từ tháng 11 năm 2017, công ty Hoàng Bảo An đã đặt mua các nguyên liệu lọ thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc và đặt in tem nhãn, vỏ hộp, sau đó thuê công nhân sang chiết đóng gói các loại mỹ phẩm nêu trên và phân phối cho các đại lý bán mỹ phẩm, các tiệm spa trong hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Dù công ty này không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm và không có hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tất cả cái sản phẩm này với cái nhãn và các cái hàng hóa thì nó đều mang cái màu sắc và cái hình thức nó rất là bắt mắt. Thì khi tiến tay người tiêu dùng thì cái để phân biệt đánh giá rất khó. Nhưng cái thủ đoạn, cái đặc biệt ở đây ấy, khi chúng tôi đánh giá thì cái nguồn gốc này là nó nguồn gốc không rõ ràng. Mà đặc biệt đối với cái hàng thuốc mỹ phẩm, hàng thuốc tân dược và mỹ phẩm thì nó chịu sự quản lý của cơ quan chức năng rất là chặt chẽ. Của Bộ Y tế phải được cấp phép sản xuất, phải đăng ký cái chất lượng sản phẩm. Nhưng ở đây thủ đoạn của đối tượng là mua trôi nổi các nguồn gốc không rõ nguồn gốc, các nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sau đó đóng mác vào và thể hiện đưa lên thị trường. Trở lại với vụ việc tại Thanh Hóa,
Ngay sau khi lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn sản phẩm của công ty Hoàng Bảo An để làm rõ các vi phạm, phóng viên nhận được thông tin vẫn có khách hàng tiếp tục đặt mua các sản phẩm của công ty này. Những vị khách này hoàn toàn không hay biết về nguồn gốc sản phẩm cũng như các thông tin về công ty. Tất cả thông tin họ biết là qua quảng cáo trên mạng. Việc đặt hàng, giao dịch cũng gói gọn trên mạng xã hội. Hiện nay thì chị là người là đại lý cho cái công ty trách nhiệm hoàn không ạ? Đại lý cấp dưới của nhà phân phối chứ không ạ? Em không làm được trực tiếp từ công ty. Và chị đã bán cho những cái đơn vị, những cái người em bán lẻ thôi ạ. Bán lẻ thì người tiêu dùng ai có nhu cầu thì mình dùng thôi ạ. Mình bán ạ. Cái hình thức mình mua sản phẩm của cái công ty này thì như thế nào? Em mua qua Zalo ạ. Ý là giao dịch qua Zalo ấy ạ. Vâng. Thế còn thông tin về sản phẩm thì tìm hiểu ở đâu? Em tìm hiểu trên mạng ạ. Thông tin sản phẩm thì vâng. Vì là check mã, có mã vạch các thứ hết rồi. Mã vạch thì check mã vạch thì nó có xuất hiện có sự xuất hiện của công ty Hoàng Bảo An được của Thanh Hóa nhỉ? Cái thủ đoạn ở đây thì bán thì các đối tượng chủ yếu là bán giao dịch qua hệ thống mạng xã hội, không có các cái cửa hàng bày bán. Từ đó thì để cho cái việc mà cơ quan kiểm tra kiểm soát trên thị trường để phát hiện cái sản phẩm bày bán thị trường thì nó gây khó khăn, thì tiến hành phải thực hiện các cái biện pháp công tác truy xét thì chúng tôi phát hiện ra được cái thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Cái việc truy xét thì từ cái mạng đó để tìm ra được các cái đối tượng mua hàng lại của cái công ty phân phối này để bán đến người tiêu dùng. Đấy, thì có những cái là về gặp khó khăn về cái chuyện tức là đối tượng ở diện rộng. Đấy, diện rộng nó không phải là cửa hàng, cửa hiệu để là cái vị trí cố định mà nó là mang cái chất lưu động. Sau khi mua hàng xong nó vận chuyển ở trên các phương tiện xe máy hoặc ô tô nhỏ để đi bán ở các cái vị trí khác cho người khác, cho nên không có cửa hàng cửa hiệu cố định, cho nên trong cái quá trình tìm và truy xét các cái đối tượng mua này thì cũng rất là khó khăn. Trong một vụ việc khác, khi mà nhiều nạn nhân tìm đến chương trình Alo 389 để tố cáo một công ty bán các sản phẩm mỹ phẩm gây hại cho họ trong quá trình sử dụng, thì thông tin chúng tôi nhận được cũng chỉ là giao dịch qua mạng, nghe quảng cáo qua mạng rồi sử dụng. Đến khi có sự cố xảy ra, rất khó tìm được đúng người chịu trách nhiệm để khiếu nại. Mua trực tiếp qua người qua mạng thôi, em mua qua Facebook thôi. Đã gặp người bán bao giờ chưa? Rồi, tư vấn trực tiếp bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Gọi điện chị không cho gặp mặt, chỉ nghe giọng em bảo cho chị không cho em gặp mặt, chị bảo chị đang bầu bì chị không ấy. Vào trang web của Facebook ấy, thế là cũng vào rồi kết bạn thì chị cũng nói về sản phẩm tốt. Với cả một hai người dùng bên cạnh đấy, mới dùng độ khoảng tầm mới vào được một lọ đêm một thôi thì là thấy đẹp thì là bọn em mới mua theo. Nghe qua thông qua truyền miệng nữa đúng không? Mọi vâng người ạ, bảo nhau, vâng. Đúng không? Tức là đều những người ta dùng được vào được một lọ đêm một rồi là người ta thấy đẹp ấy, là cứ truyền qua họ người lọ người kia thôi. Hình thức quảng cáo kinh doanh mỹ phẩm qua mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và là mảnh đất màu mỡ để các loại mỹ phẩm có vấn đề qua mắt các lực lượng chức năng. Tức là lần đầu tiên cục đã chỉ đạo quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý tập trung phát hiện đấu tranh những cái hành vi vi phạm trên lĩnh vực và buôn bán thực phẩm chức năng mỹ phẩm trên các phương tiện như là Facebook, như là trên truyền thông, trên kinh doanh trên mạng, gọi là kinh doanh trên mạng. Đây là một hình thức kinh doanh mới mà có thể nói là khá phổ biến mà rất là gây rất khó khăn cho cơ quan chức năng đấu tranh. Bản thân tôi là người trực tiếp được phân công phụ trách vấn đề đấu tranh chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ của lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc, thì tất cả những cái vụ việc nào thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà dấu hiệu vi phạm hình sự thì chúng tôi đều chỉ đạo các vụ việc chuyển ngay cho cơ quan điều tra. Trao đổi với phóng viên Alo 389, đại diện Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cũng cho hay, trong thời gian sắp tới, cơ quan này sẽ phối hợp cùng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, tập trung đấu tranh với các hành vi sai phạm kinh doanh trên Internet. Cùng với mặt hàng dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thì mỹ phẩm là một mặt hàng trọng điểm. Thưa quý vị, đại diện hãng mỹ phẩm lớn L'Oreal tại Việt Nam từng tiết lộ rằng có khoảng 75% thị trường mỹ phẩm là hàng giả và hàng nhập lậu, 25% là hàng chính hãng. Đặc biệt là 100% các sản phẩm nước hoa, sáp vuốt tóc được bày bán ở mỗi chợ không phải là hàng thật. Trong khi đó, một số liệu thống kê khác cho thấy, trung bình mỗi năm, người Việt Nam tiêu khoảng 6.000 đô la Mỹ cho mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp với 33 triệu người tham gia. Như vậy, để có thể thấy được rằng
chưa kể đến việc ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, thì việc thị trường mỹ phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng nước ta. Nhiều người bỏ tiền trăm, tiền triệu nhưng không mua được mỹ phẩm mà mình mong muốn. Ma trận mỹ phẩm đang thách thức người dùng và cơ quan chức năng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ được thay đổi trong thời gian tới. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.